Ngày 8 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử vụ án hình sự giết người xảy ra ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa, căn cứ các tình tiết trong hồ sơ vụ án và diễn biến xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Võ Tiến Mạnh, 22 tuổi, chú xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình, vào lúc 21 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9 năm 2013, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân ở ngõ 61, đường Phạm Như Trinh, tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, xuất hiện một đối tượng nghi vấn đi xe máy và có hành vi trộm cắp tài sản. Ngay lập tức, Trung úy DVT, sinh năm 1998, cán bộ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin. Khi Trung úy T đến ngõ 61, nhìn thấy Mạnh đang ngồi trên xe máy thì yêu cầu Mạnh cung cấp thông tin cá nhân và xuất trình giấy tờ xe. Vì không mang theo giấy tờ xe và bản thân đối tượng biết anh Tê là cán bộ công an thị trấn An Bài, sợ bị quản lý xe cho nên Mạnh đã dùng hung khí tấn công vào người anh Tê. Sau khi xảy ra sự việc, anh Tê được mọi người nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã hy sinh. Về phần đối tượng Võ Tiến Mạnh, sau 14 giờ bỏ trốn, Ban chuyên án Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được Mạnh khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Với hành vi của mình, bị cáo Võ Tiến Mạnh đã phạm vào tội giết người với tình tiết tăng nặng giết người trong khi thi hành công vụ và có tính chất côn đồ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Tiến Mạnh án tử hình về tội giết người và phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 216 triệu đồng.